từ vài tuần trở lại đây, khu dân cư này mỗi tối lại hiện lên như một ngôi làng cổ tích dành cho trẻ nhỏ trong mùa Giáng sinh. Hơn chục hộ gia đình ở đây đã dành rất nhiều công sức, thời gian và cả tiền bạc để biến khu phố nơi mình sinh sống trở lên rực rỡ. Thậm chí, nơi đây còn được nhiều người bình chọn là một trong những khu phố đẹp nhất mùa lễ Giáng sinh ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ. Khu phố này thực sự rất đáng yêu trong cái lạnh của mùa đông như thế này, thật tuyệt khi tới đây cùng với những đứa trẻ trong gia đình. Từ vài năm trở lại đây, khu phố này đã trở thành một trong những điểm đến quen thuộc của nhiều gia đình cư dân sinh sống trong vùng mỗi mùa lễ Giáng sinh. Theo các gia chủ thì việc trang trí được họ thống nhất tiến hành từ đầu tháng 11 để cả khu phố có thể hiện lên lung linh từ sớm và không khí Noel ở đây có thể kéo dài nhất có thể trang trí rất nhiều đèn màu và các hình ảnh biểu tượng của ngày lễ Giáng sinh là một việc kỳ công. Nhưng ai cũng cảm thấy xứng đáng vì không chỉ đem lại niềm vui cho các gia đình sinh sống trong khu phố mà cho cả khách thập phương. Khu phố này thật tuyệt, tôi sống gần đây nên nhân dịp này đưa bọn trẻ con trong nhà tới đây tham quan trong mùa lễ Noel này. Nói thật là tôi mới chuyển tới đây trong năm nay thôi. Cảm ơn mọi người vì đã tạo ra một khu phố thần tiên như thế này trong dịp Giáng sinh, để những gia đình như gia đình tôi có thể tới đây tận hưởng sự lung linh của ngày lễ Giáng sinh, ngay gần nơi mình sinh sống. Trang trí nhà cửa dịp lễ Giáng sinh sao cho thật ấm cúng lung linh là một thói quen của các gia đình người Mỹ. Theo thống kê của nhiều cơ quan khác nhau thì lễ Giáng sinh chính là thời điểm mà người Mỹ chi tiền nhiều nhất trong năm cho việc trang trí nhà cửa. Tuy vậy không dễ để có được cả một khu phố mà tất cả các gia đình đều bỏ công sức, thời gian và tiền bạc đồng loạt trang trí nhà cửa tạo ra một không gian cổ tích về ngày lễ Giáng sinh như thế này. Năm nào mỗi gia đình cũng cố gắng sắp xếp thời gian để trang trí căn nhà của mình cho thật đẹp, đặc biệt là mỗi gia đình ở đây, mỗi năm lại có những cách trang trí khác nhau tạo ra sự khác biệt. Ví dụ như năm nay, chúng tôi lại có thêm khu vực đường hầm ánh sáng. Vào thời điểm này, khu vực thủ đô nước Mỹ có nhiệt độ trung bình từ 2 cho tới 5 độ C. Bất chấp cái lạnh giá ngoài trời, mỗi tối những khu phố như thế này vẫn đón tiếp hàng trăm gia đình tới tham quan thưởng lãm khung cảnh lung linh huyền ảo của ngày lễ Giáng sinh mà mỗi năm chỉ có một lần này. Các gia chủ cho biết năm sau họ sẽ tiếp tục sáng tạo những điểm nhấn mới tăng sức hấp dẫn cho khu phố mỗi dịp mùa lễ giáng sinh